Xin chào xin chào, muốn sang thì bắc cầu kiều, người yêu muốn có phải liều một phen. Cơ mà khổ nỗi nói đến cái đoạn này là ý như rằng nhiều ông nhiều bà lại cứ đứng ngẩn tò te ra, gãi đầu gãi tai, đến là chán luôn ấy. Muốn biến crush thành người yêu của mình mà không chủ động tấn công, chẳng lẽ đợi người ta tự mò mặt đến tỏ tình với mình chắc. Mà ơ kìa, ý hay đấy chứ, nghe thì vô lý nhưng mà hóa ra lại rất thuyết phục đấy nhở. Để tôi chỉ cho 500 anh chị em đang ế vêu mỏ ngồi đây bí kíp thực chiến giúp cho crush phải tan chảy trước mấy ông bà, và không những thế còn tự hạ mình tỏ tình luôn nữa nha. Tuyệt chiêu đặc biệt đảm bảo có 102, nên xem xong mà không like là tôi dỗi liền đấy nhở. Giờ thì bắt đầu thôi, let's go. Tuyệt chiêu số 1 mang tên phản ứng hóa học. Dù là con trai hay là con gái, các bạn hoàn toàn có thể chủ động phá vỡ rào cản đụng chạm với crush bằng cách tiếp xúc thân thể, nhưng chỉ nên chạm nhẹ vào vai khi nhờ chàng sửa bài tập, đánh yêu vào lưng khi chàng trêu chọc bạn, hay là vén tóc nhẹ nhàng lên khi có lỡ bị gió thổi tung chẳng hạn. Đừng ngần ngại vì điều này vẫn vừa đủ để thể hiện sự tôn trọng không gian riêng tư của crush, tuy nhiên vẫn để lại ấn tượng sâu đậm về bạn đối với người ấy đấy nhé. Cùng với đó, bạn cũng có thể thử tiếp cận với bạn bè của crush, vì như vậy sẽ khiến họ cảm thấy bạn là một người rất thân thiện và dễ gần. Các cụ bảo rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đố có sai nha. Không tin thì các ông các bà cứ thử áp dụng mà xem, đảm bảo dần dần sẽ khiến cho crush không thể nào rời mắt khỏi bạn đâu đấy. Tuyệt chiêu số 2 chính là hãy nhắn tin thường xuyên cho người ấy, tấn công dồn dập rồi bất ngờ ngừng lại giữa chừng xem phản ứng của crush ra sao. Ngày xưa, khi chưa có các thiết bị hiện đại như là mạng Internet, các cặp đôi khi thích nhau chỉ dám bày tỏ qua những lá thư tay hay đơn giản là tờ giấy nhét vội dưới ngăn bàn. Thế nhưng thời nay, khi mà điện thoại di động đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, thì tại sao chúng ta lại không áp dụng ngay cách này để crush thích mình qua tin nhắn cơ chứ? Một vài cuộc khảo sát gần đây cho thấy, cả nam và nữ đều có xu hướng thích người mà mình nhắn tin đều đặn mỗi ngày. Đó có thể là tin nhắn qua điện thoại, hoặc là các phương tiện khác như là Facebook Messenger, Zalo, Instagram, có rất nhiều sự lựa chọn hoàn toàn miễn phí dành cho bạn. Vậy nên, vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn có thể nhắn tin cho crush của mình. Ban đầu thì chỉ cần một vài tin làm mồi mà thôi, chắc chắn chỉ một thời gian ngắn sau đó, khi cả hai đã tìm được tiếng nói chung, người ấy sẽ bắt đầu say mê và quen với việc được nhắn tin với bạn mỗi ngày. Đến lúc ấy chỉ cần bạn ngưng nhắn tin một ngày thì có lẽ crush đã phát điên lên mất rồi. Đến lúc này thì bạn chỉ việc ngựa ông đắc lợi, ngồi chờ người tình trong mộng tìm đến mình bày tỏ tình cảm bấy lâu nay mà thôi. Tuyệt chiêu số 3 chính là ngấm ngầm bật đèn xanh cho crush biết khi nào thì bạn rảnh. Sam nhớ là một cậu bạn thân của tôi từng thổ lộ với tôi rằng nếu như một cô gái nói với tôi ngày nào cô ấy rảnh, tôi sẽ ngay lập tức nghĩ cách để hẹn hò với cô ấy. Bởi vì chắc chắn so với việc ở nhà ngủ nướng thì hẹn hò sẽ mang lại cho cô ấy nhiều thú vị hơn. Đúng vậy, sự thật là những người đàn ông khi nghe thấy một người phụ nữ họ thích nói rằng cô ấy rảnh vào một khoảng thời gian nào đó thì đều nghĩ tới việc hẹn hò với cô ấy. Mặc dù phụ nữ có thể nghĩ rằng giá như đàn ông chủ động hỏi việc này thì tốt biết mấy, thế nhưng họ đâu có biết rằng đàn ông thường rất nhát gan. Vì vậy các cô gái nên tạo điều kiện cho họ có cơ hội hẹn hò bằng cách nói cho họ thời gian rảnh của mình. Ngược lại thì những chàng trai cũng có thể bóng gió với cô nàng họ thích về kế hoạch của bản thân mình. Ví dụ như là ngày mai anh có trận đá bóng, rất mong em có mặt và cổ vũ cho anh. Và nếu như cậu ấy xuất hiện trong một bộ váy xinh đẹp, ngồi sẵn ở hàng ghế khán đài cổ vũ cho bạn thì quá là chuẩn bài rồi. Tình cảm cô ấy dành cho bạn cũng khá là sâu sắc đấy nhá. Và tuyệt chiêu cuối cùng, tuy là hơi lươn lẹo một chút nhưng mà hiệu quả thì không đùa được đâu nha. Hãy gạ gẫm crush một chút bằng cách cho họ biết điều mà bạn sẽ làm nhưng lại than vãn không biết rủ ai cùng đi. Chẳng hạn như là bộ phim mà bạn muốn xem, nơi mà bạn muốn đi hay là quán ăn mà bạn muốn đến. Các cụ có câu muốn ăn gấp bỏ cho người, và điều này xem ra rất đúng với cái chiến thuật mưu mẹo sau đây. Muốn rủ crush đi xem phim lắm nhưng mà ngại nói ra, hay muốn một lần được thử cảm giác đi vượt cùng người trong mộng mà không dám mở lời. Vậy thì đôi khi cần phải dùng mưu hèn kế bẩn một tí để ngỏ lời họ trước mới được. Chẳng hạn như là nhiều cô nàng vẫn hay đặt câu hỏi để gợi ý cho crush về điều mà mình muốn làm. Ví dụ như ở gần đây có quán ăn nào ngon không anh? Em định rủ bạn đi ăn mà nó lại bận. Hay là dạo gần đây có một bộ phim rất hay, em chưa xem mà các bạn đã xem hết rồi, anh đã xem chưa?
Chà, cách này vừa như là một kế bật đèn xanh rất nhẹ nhàng mà lại tinh tế nữa nha. Đảm bảo sẽ rất được các chàng trai hoan nghênh. Những kiểu cô gái như vậy sẽ khiến họ cảm thấy họ có cơ hội. Vì vậy, những cô gái mà bình thường họ luôn biểu lộ ra những việc họ muốn làm thì rất có duyên. Thoạt qua thì có vẻ như cô gái này có vẻ hơi tùy tiện, nhưng đối với các chàng trai mà nói thì đó lại là một sự gợi ý quý giá và hiếm hoi đấy. Ngoài ra, nếu muốn anh chàng điển trai hay là cô nàng xinh xắn mà bạn thầm thương trộm nhớ chú ý đến mình, bạn cần phải thể hiện bản thân mình nhiều hơn trước mặt người ấy. Vẫn biết rằng, việc này là không hề dễ dàng một chút nào. Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải làm quá mọi thứ lên, mà chỉ cần làm sao để cho bản thân trông thật tự nhiên nhất bằng cách luôn mỉm cười và thân thiện với họ là được. Thực ra làm sao để người mình thích cũng thích mình không phải là điều gì quá khó khăn đâu. Dưới đây sẽ là một số nguyên tắc đơn giản và ngắn gọn mà các ông các bà có thể chép vào sổ tay để áp dụng cho sau này nhá. 1. Hãy lựa chọn cho mình những bộ trang phục thật đẹp và ấn tượng, thay đổi phong cách thường xuyên với nhiều kiểu váy áo khác nhau, chứ không nên bó buộc bản thân trong bộ quần áo đồng phục học sinh hay là đồng phục tại nơi làm việc. 2. Giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ và tươm tất bằng cách tắm rửa mỗi ngày, đồng thời chăm sóc da kỹ lưỡng bằng các loại sữa rửa mặt hoặc là mỹ phẩm chuyên dụng. Là con gái thì nên biết make up một chút, còn đối với con trai, đôi khi việc tạo kiểu tóc sẽ giúp nâng tầm nhan sắc của các ông lên đáng kể đấy. Tuy nhiên thì có một lưu ý nhỏ là các bạn nữ không nên quá lạm dụng việc thu hút sự chú ý của chàng trai, chẳng hạn như là trang điểm quá đậm và lòe loẹt để những kiểu tóc hoặc là mặc những bộ trang phục không phù hợp với độ tuổi của mình. Điều đó chỉ khiến chàng trai có cái nhìn thiếu thiện cảm với bạn hơn mà thôi. 3. Luôn tươi cười khi nói chuyện với crush. Đây là một trong những bí quyết đơn giản nhưng mà lại có sức sát thương cực mạnh, khiến mọi chàng trai phải đổ gục trước nụ cười tỏa nắng của bạn gái. Khi đã thu hút được sự chú ý của crush, bạn xem như đã thành công bước đầu trong việc tìm cách để crush thích lại mình. Việc tiếp theo của bạn chính là áp dụng thành thục 4 tuyệt chiêu nói trên để cả hai có cơ hội xích lại gần nhau hơn mà thôi. Đơn giản quá phải không nào? Anh em thấy không, thực ra muốn crush chú ý đến mình hay thậm chí là thích lại mình cũng đâu quá khó khăn như chúng ta vẫn tưởng. Quan trọng là các ông các bà cần phải biết áp dụng nhuần nhuyễn những tuyệt chiêu mà tôi đã liệt kê bên trên và ứng biến chúng sao cho khéo léo nhất có thể. Nhoáng cái đã hết nửa năm 2022 rồi mấy ông ơi, giờ mà chưa có bồ thì còn đợi đến lúc nào nữa. Nhanh nhanh hành động để thoát kiếp FA đi nào. Ai nói gì thì nói chứ, xám hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của 500 anh em mà nha. Video đến đây cũng đã kết thúc mất rồi. Xin cảm ơn các chiến hữu rất nhiều vì đã dành thời gian quan tâm theo dõi cũng như ủng hộ nhiệt tình cho Xám xinh xắn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các khán giả thân yêu của Xám trong những tập tiếp theo. Bye bye.